Bây giờ sẽ là những thông tin thể thao văn hóa giải trí. Lễ trao giải Asia Artist Awards, nơi quy tụ những nghệ sĩ hàng đầu của châu Á, trong đó có những nghệ sĩ nổi tiếng của Hàn Quốc, sẽ được tổ chức tại Việt Nam. Đây sẽ là một trong những thông tin rất đáng chú ý sau đây. Một tin vui cho những người hâm mộ âm nhạc và điện ảnh Hàn Quốc, đó là những nghệ sĩ hàng đầu của đất nước này sẽ cùng quy tụ tại Việt Nam vào cuối năm nay để tham dự lễ trao giải thưởng Asia Artist Awards. Giải thưởng tôn vinh những thành tựu xuất sắc và đóng góp của các nghệ sĩ châu Á trong lĩnh vực điện ảnh và âm nhạc. Chương trình do cao đẳng FPT Polytechnic Đông Nam Media phối hợp với công ty Star News Hàn Quốc tổ chức. Đây là lần đầu tiên lễ trao giải thưởng Asia Artist Awards được tổ chức ở nước ngoài.